nhớ thuộc cái step là được. Ô, thấy ăn gian cái khi đi cồ da lên không ha. Để giấm này gần chút. Rồi, ngón này thì mình sẽ làm coding ha. Mình làm hai ngón ha. Tức là khi mà cái móng mà khách không có muốn dán móng nhưng mà người ta muốn dưỡng dài móng thì mình cũng có thể là làm beauty gel được. Đó, mình dụ đó sạch, sủi cái da cuticle cách lên. Như vậy tròn thì mình dễ sơn hơn ha. Sơn xong cái bắt đầu mình dùng cái cây thị xi này để dán mặt móng. Đó, nên thành ra khi mà mình dùng cái cây này nó có lợi là mình sủi cái da nó lên nè, thấy không? Thấy cái góc này không? Có. Còn nếu mà trong trường hợp mà mình đi mà nó không có tròn hơn nữa, mình muốn cho nó sạch hơn nữa thì mình dùng cái cây khác. Đó, cái này mình sủi sạch da các. Cái này là extra thôi. Nếu mà người ta làm manicure mà routine đồ đó thì mình dùng cái cây này nè, thấy không? Tiếp tục là mình chạy phần dưới. Cái này là đẩy sau luôn á. Dùng cây này nè. Thấy mấy cái trắng trắng góc này không? Đó, thì cây này có giúp mình dụ sạch da luôn, cũng được luôn ha. Đó, mình chạy chỗ này. Rồi, đưa cây đầu dụ sát vô. Đó, cây này thì giúp cho mình làm sạch da, đẩy sâu hơn nữa. Đó, một chút thôi, nhưng mà đôi lúc á, những cái dụng cụ này nó giúp cho mình á, làm cho nó sạch ha. Xong hết cắt da. Mình cần phải cắt da ha. Đó, nó sụi lên như vậy, có phải là mình cắt cuticle da nó sẽ sạch hơn không? Rồi, nếu mà cái móng nào mà mình không có dán móng á, giống như ngón này đi, muốn giữ móng này, dụ cho móng nó đẹp cái đã. Giờ mình đi qua ngón này trước ha. À, khi mà người khách mà muốn build cái móng, mà muốn giữ móng, mình dùng thao tác giống như mình sơn vậy thôi, thì nó sẽ giúp cho khách của mình nó last long. Đầu tiên là ha, mình cho cái phần primer, bond. Đó, bước 1 là mình cũng cho bond hay là primer lên. Xong cái này. Bước thứ 2, luôn luôn là cho cái phần nền của mình phải có cái rubber base. Cái phần base này nó last long lắm. Đó, cái này. Và khi mà mình làm á, đôi lúc thì sẽ có những cái cách hay là tay mình nó lỡ mà nó bị nóng một cái, mình lấy ra, để vô lấy ra ha. Lấy ra xong để vô lại là nó hết à. Tại vì khi mà đôi lúc thì cái gel của mình nó bóp nhanh á. Rồi, mình sơn một lớp base lên, sơn mỏng. Thường á, cái base này á, thì mình dùng là sơn cái này xong mình sơn gel cũng được. Nhưng mà tới khi mà mình tháo nó hơi cực ha, nó tháo nó cực tại vì cái này tháo là nó chắc lắm. Nên thường đa số khi mà mình sơn treo là mình đừng có dùng cái này sơn. Còn nếu mà mình sơn thêm á là mình phải lấy thêm tiền, đúng không? Rồi, trong cái phần này á mình có thể là sơn clear lên. Mình sơn xong một lớp đây nè, để vô máy hơn. Trong phần này thì mình sẽ có hai dạng. Một cái dạng là cái là cái clear nè. Còn một dạng là nó có màu. Giống như em mà không thích những cái màu ở trong này thì mình có thể là làm thêm clear, sau đó bắt đầu mình sơn treo lên. Không, mình sơn xong bay, xong mình cho thêm một lớp cái này vô nữa, rồi xong đó mình mới bắt đầu mình sơn màu lên. Cái độ dày nó không có different ha. Hoặc là nếu mà mình muốn màu thì trong cái set này nó sẽ có những cái màu natural nude, nó giống vậy nè. Xong đó mình cũng có thể là sơn, nhưng mà khi mà mình sơn cái móng ngắn giống vậy đó thì cái màu nó nhạt ha, cái màu nó natural thôi, nên thành ra nó cover nó đẹp lắm đối với những cái khách mà nó muốn á. Còn không á thì mình cứ sơn clear, sau đó là mình sơn màu lên ha. Rồi, xong hết mình lấy cái này. Trong cái chai này thì nó sẽ lỏng hơn trong cái hũ đó, nên ra mình có thể là sơn theo cái dạng này.
Mình chỉ cần, nếu mà màu thì mình sơn mỏng thôi, không có cần dày đâu. Nè, lấy một ít nè, sơn thật mỏng. Có phải là cây khi mà mình sơn mất cái màu của mình nó natural không? Đó, và mình cũng không có cần vũ gì hết, mình sơn y chang, mình sơn treo vậy đó. Mà nó cực kỳ last luôn, nó rất là bền. Thường đa số khi mà mình làm cái này mình phải lấy thêm ha. Đó, mình lấy thêm, sơn cho nó đều. Đó, màu rất là natural tự nhiên. Ok, xong mình để vô máy. À, cái này mình có thể đi 2 lớp hoặc 3 lớp tùy mình, nhưng mà thường đa số á, để cho nó đẹp mình sơn y chang giống như treo vậy thôi. Đó, và mình không có cần dụ lại. Còn nếu mà mình gù ghề thì mình vẫn có thể là dụ được, chứ không phải là không dụ được ha. Rồi, đi lớp thứ hai. Rồi. Lớp thứ hai. Cái này là người ta để cho khách giữ móng thiệt á. Đó, còn không mình sơn clear lên ha. Sơn một lớp clear lên. Còn nếu mà mình sơn clear mà mình quyết định mình sơn màu á thì mình sơn clear một lớp thôi. Mình sơn clear này là một lớp thôi ha. Để mà biết sao không, mình còn sơn mấy cái màu khác lên nữa. Rồi xong, để vô máy. Thế là xong rồi đó. Thấy không, nó đâu có bị gù ghề thấy gì đâu. Quan trọng là khi mà mình trong lúc mà mình sơn, mình sơn mỏng thôi. Mỏng thật mỏng là ok. Để đây cái chai thấp sơn. Và trong khi mà mình sơn giống vậy đó, mình không có cần dụ lại. Nếu mà mặt móng cuticle everything mình perfect thì nó y chang khi mà mình sơn màu thôi. Nhưng mà với điều kiện khi mà mình làm cái này, cố gắng sơn thật mỏng càng tốt. Để biết sao không, mình kéo cho nó đều tay á. Rồi, sơn top coat. Đó, này nó đẹp nè. Còn nếu mà sếp của mình hay là gì đó nó chưa đẹp thì mình dụ lại nhẹ nhẹ xong rồi mình sơn top lên ha. Còn tất cả mọi thứ mà nó đã xong hết rồi thì mình chỉ việc là mình sơn top lên thôi. Là mình cover tất cả thôi, là mọi thứ done. Đó, lấy tiền. Đó ha, rồi cho vô máy. Rồi cấp thứ hai. Thì giống như là nếu mà trong trường hợp mà móng ngắn mà người ta muốn build cái độ dày thì mình vẫn có thể là build nha. Không phải là không thể, không có thể nha. Quan trọng là độ dày nó như thế nào. Dạ, cho con mượn cái ngón này. Rồi, ngón này ha, thì mình sẽ dán móng. Mình build cho cái móng người khách nó dài thêm. Lý do tại đôi lúc đó thì trong cái 10 ngón nhưng mà người ta bị gãy một hai móng á. Không, thì mình có thể là dán móng, trong bất cứ trường hợp nào mình cũng có thể là dán móng lên. Dán móng xong bắt đầu mình build nó lên. Để vô mấy cái nữa, tại vì ngón kia chưa được khô lắm. Và khi mà mình build cái phần này thì mình để cho mình an toàn ha, nằm trong cái vùng an toàn. Thì mình sẽ sử dụng cây bia treo. Tại vì nó đặc á, thì mình sẽ dùng cái cây bia treo để lấy cái treo của nó ra. Đây ha, đó, build được treo. Lấy cái cây, thêm cái cây long lai quốc nữa. Để lỡ trường hợp mà nó không tới bên đó, thì mình có được xử lý. Đây là cách xử lý. Tại mới đầu mình chưa có đẹp, chưa có đạt. Không, tay mình chưa có khéo thì mình cần những cái dụng cụ khác để hỗ trợ mình. Sau khi mình ra cái nó hài hòa, nó đẹp là được. Đó, chứ không có sao hết. Còn khi nào mình làm đẹp rồi thì không cần nữa cũng được, đúng không? Rồi xong hết mình cắt cái này. Cắt ngắn, cắt dài tùy mình ha. Rồi. Trước khi đi mình nên dụ sơ một chút. Dày mỏng cũng tùy mình luôn nha. Đó, dụ xếp nhẹ. Xong, chạy, chạy đường nối giữa móng thiệt móng giả. Móng xuống luôn luôn là mình chạy nó. Xong hết bắt đầu mình dũa nè. Rồi cũng cho primer. Không để nó, không để là nó không có được lát luôn, luôn là làm gì mình cũng để primer vô để cho nó tăng cái độ kết dính, đồng thời làm sạch cái dầu đó ha. Rồi cho vận cho cái phần đây lên. Khi mà mình sơn nè, sơn mỏng. Không, sơn mỏng chút. Sơn cho nó đều ha, cuticle nó tròn. Tại vì lát nữa nó sẽ, cái cục thứ hai khi mà mình lên nó cũng quan trọng lắm, không? Nếu mà trong trường hợp á, mình thấy cái mặt móng nó bị lọn nè, lấy một chút xíu bay, dặm ngay cái chỗ đường nối, không? Xong quét lại, để làm gì ngay cái chỗ đường nối cho nó dày chút, ha? Rồi xong, mình cho nó vô máy. Vô máy xong thì mình sẽ lấy màu. Thì mình cũng có thể là sử dụng clear.
để mà mình build cái phần móng xong á, mình cũng có thể là build xong hết rồi mình sẽ dũa nó. Clear là mình cũng có thể là đắp clear xong mình sơn gel nó lên ha. Rồi xong mình bóp nó lên. Không, độ dày lớn hay nhỏ tùy thuộc là mình làm. Có nhiều cách thì nó thích dày, có nhiều cách thì nó thích mỏng. Nếu mà nó thích mỏng thì mình lấy ít thôi ha. Còn nếu mà nó thích dày thì mình lấy nhiều lên. Tùy tùy khách, tùy cái sở thích của mình. Đó, xong ha, mình lấy cục keo. Đó, nó bóp giống vậy nó tiện nè, nó đỡ dơ cho mình. Rồi. Rồi, lấy cục keo lên. Xong bắt đầu mình từ cái mình thả keo nè. Nhưng mà để cho nó an toàn cho em lấy một ít thôi. Khoan. Nếu mà vậy thì mình thêm một bước ha. Lấy một ít mỏng. Em quét một lớp mỏng trước ha. Đó. Quét một lớp mỏng trước ở phần dưới. Rồi xong mới đi lớp thứ hai ha, để khi mà nó lên đó là cái màu của mình nó đẹp á, nó có một cái lườm bay. Đồng thời khi mà em đi giống vậy thì lát cái cục thứ hai á nó có cái khuôn sẵn rồi, nó sẽ đi theo giống vậy thôi. Không, xong hết em cho vô máy đó. Còn nếu mà mình làm quen rồi thì mình không cần, thì mình đi cục bự không, thêm thêm một bước vô đó. Em hơi lớp đầu tiên xong cái là bắt đầu đi ở lớp thứ hai rồi. Lớp thứ hai nè ha, hơi chúi tay người khách xuống nè. Đó, để từ cái cầu xuống. Khoan nhả cái cây cọ nha. Em thấy mà mình để đứng xuống không? Dùng cái cây cọ của mình á, mình chạm tới đâu là cái treo của mình lát nữa thì nó sẽ tới đó. Thấy không? Tới góc hai bên nè. Thì cái này nó tập, nếu mà mình mới đầu chưa có được á thì mình đi từ từ thôi. Hai bên không tới không sao. Lát nữa thì mình sẽ sử dụng cái cây lon lai quất mình giúp cho mình, không? Còn nếu mà mình đi được thì mình cứ cho chạm cho nó tới sát luôn. Thấy không? Nè. Mình chạm tới đâu là cái treo của mình nó theo đứa đó mà đi à. Rồi xong, bên này khi mà mình xong nè, mình dồn treo ở trên này để cho nó đừng có lõm. Rồi sau đó từ từ mình xoay nè, đừng chạm cây cọ của mình, đừng chạm mặt móng. Đi qua đi về, đi qua đi về. Thấy không? Đó, đi qua đi về ha. Rồi. Đó, mình xoay nè, không chạm mặt móng ha. Đi qua đi về. Không, cho nó hết cái phần đầu móng luôn. Đó ha. Và khi mà xong rồi giúp hai bên, trong trường hợp hồi nãy giống như cô nói vậy, nếu mà mình hai bên mà không tới, dùng cây lon lai quất nè, đi nhẹ dựng cái treo nó qua hai bên, đi nhẹ dựng hai cái treo qua bên hai bên đúng không. Còn nếu mà mình đi sát được giống như hồi nãy mình đi á, thì mình cứ đi, còn không sát thì mình sẽ sử dụng là cây lon lai quất để hỗ trợ đưa nó qua. Rồi xong, trước khi để vô máy lật xuống ha, để nó nằm nghiêng vậy nè, treo chạy về chính giữa cho nó hơi tròn tròn ở chính giữa. Xong hết bắt đầu mình để ngược tay khách lên lại ha. Rồi sau đó là mình sẽ cho nó khoảng là 1-2 giây, sau đó mình để vô máy. Không. Đó, để cho nó chính giữa nó có độ khơi nhẹ ha. Thì đây là cái cách khi mà mình làm mà tạo cái form. Và khi mà mình làm đó, độ dày tùy thuộc là mình lấy treo ha. Còn nếu mà một cục không được thì mình đi thêm một cục nữa không thành vấn đề. Không, xong hết rồi mình vụ sơ nhẹ lại. Còn nếu mà cái mặt móng gồ ghề á, mình cứ thoải mái mà mình vụa. Mình dùng chút alcohol hay acetone gì đó mình chùi trên cái bề mặt móng. Sau đó thì mình sẽ vụ lại, vụ xong hết là cũng chui bình thường. Rồi xong mình ok không? Sorry. Hên, hên quá, còn hên. Rồi xong đó mình cứ sơn thấp bình thường thôi. Đó, và khi mà mình chùi là mình lấy alcohol acetone mình chùi ha. Rồi xong nè. Nếu mà cái shape của mình ok thì mình không cần dụa thì thôi. Còn nếu mà không á, thì mình vẫn có thể là chùi. Tại vì nó căn bản của nó rít nè ha. Nó chưa có, nó khô rồi nhưng mà trên cái bề mặt nó còn rít á. Mình lấy alcohol hay acetone gì đó mình chùi nhẹ. Đó, còn nếu mà mình thấy đẹp rồi thì mình không cần gì cũng được đúng không. Nhưng mà thường đa số khi mà mình làm bất cứ gì đó cũng vậy, mình nên dụ nhẹ cái thì nó vẫn đẹp hơn. Mặc dù là cuticle của mình everything nó đẹp nè ha, không cần dụ ha. Còn nếu mà không được thì mình vẫn chạy cây XF là bình thường nha. Đó, mình dùng cái cây XF thôi. Còn đây thì mình sẽ dụ xếp nhẹ hai bên. Thì khi mà đắp bất cứ gì cũng vậy á, thì mình nên dụ lại thì nó vẫn cái xếp của mình vẫn thế mà đẹp hơn đúng không. Đó, mình dụ nhẹ sơ lại. Xong, mình có thể là buffer hay là không. Tại vì đây mình cũng không có chảy máy nữa ha.
nó đã đẹp rồi thì mình sẽ dùng cái cây này phủi sạch bụi xong mình sơn cắt thôi là xong. Thì quan trọng là trong bất cứ trường hợp gì á, nếu mà nó không có đẹp á, thì cái này là mình có quyền mình dụa ha, mình có quyền mình dụa nó. Đó, mình chạy sạch, không lựa tay, mình dùng cái cây này. Xong bắt đầu mình sơn thoát. Thì trong cái này là mình có thể là dụa, chạy máy, rồi buffer cũng được ha. Còn nếu mà không đẹp rồi thì mình chỉ cần dụa sơ xong rồi đó. Cũng không cần buffer luôn, tại cái căn bản thì cái mặt móng của nó đều rồi nè ha. Rồi xong đó mình sơn cái thoát lên là đơn, lấy tiền. Đó, đây là hai cái dạng builder gel để mà mình làm ha.